Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Lockroot nha mọi người. Thì rồi hôm nay mình sẽ có một cái video, mình sẽ quay về G1 và mình sẽ đi mua hết những tất cả các item mình biết, hoặc là có nếu mà có thiếu gì thì bạn có thể bổ sung bên dưới. Và mình sẽ đi về đó mình lấy cái kiến của Ranky nữa nha mọi người. Cái kiến này tỷ lệ ra rất là thấp, nhưng mà mình có ít 2 drop và hy vọng mình sẽ đánh ra sớm. Cái kiến này nói chung thì bây giờ chúng ta không có sử dụng nữa, nhưng mà mình là một người chơi game thích sưu tầm nên mình sẽ cố gắng lấy hết những thứ mà chúng ở bên G1 chúng ta có thể có được, giống như kiểu là cái trống của Ino nè, hoặc là cái gì đó ta, cái trống của Ino, cái kiến nè, xong rồi mũ của mắt nhiều hâu nè, rồi cái gì đó ta, mũ của mắt nhiều hâu. Nói chung là những cái gì mà mình biết là mình sẽ mua, hoặc là những cái shop nào mình đi ngang mình gặp thì mình sẽ mua, tại vì mình cũng nhớ mang máng những cái shop nó nằm ở đâu nhé mọi người. Thì cái video này sẽ dành cho những bạn nào mới tập chơi game, hoặc là những bạn nào thích sưu tầm mà chúng ta chưa có những món đồ đó thì chúng ta có thể quay về và chúng ta lấy nhé mọi người. Thì đầu tiên thì để bước đi về G1 thì mình sẽ random một trái quỷ ha. Trời ơi, sao mấy bữa rày cứ hồi sinh với câu su gì trời, quá là nhỏ cho mình luôn. Mình sẽ quất nó đi ha. Thì mình sẽ nhờ cái nick chính của mình đưa mình về G1 á mọi người, đưa mình về G2, xong rồi mình tự động mình sử dụng Pika. Mình sử dụng Pika đã hôm bữa mình thất tỉnh được đó. Bây giờ mình sẽ đi về cái cảng này. Đó, mình sẽ tự đi thôi. Đi. Đi nhé mọi người. Nó bị cái gì vậy ta? Ai? Nó bị cái tự động quay video ở bên cái Roblox này ta tắt rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua C2. Xong rồi mình sẽ di chuyển qua C1 luôn. Nếu như cái video này mà nó ok, bị cái gì mà không thể le được vậy? Nó tele đi rồi mọi người à, nhưng mà nó bị lỗi. Tele đi rồi nhưng mà nó bị lỗi đó. Đó, bây giờ mình sẽ thoát ra và mình vô lại thì nó sẽ nằm ở bên C2 thôi mọi người à. Mình thoát cái nick phụ nó chính của mình ra luôn ha, thoát hết ra luôn cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ vô lại game nè. Tự nhiên cái bị văng game à, lâu lâu tự nhiên cái nó bị lỗi tay lay à mọi người. Lâu lâu game này nói chung giờ mạng nó không ổn định nên nó hay bị lỗi mấy cái linh tinh lắm. Những cái món item này á là dành cho những bạn nào thích chơi game sưu tầm giống mình thôi, chứ mà thực sự sức mạnh của nó thì chúng ta không có gọi là còn sử dụng đến nó đâu mọi người ạ. Bây giờ nó người ta xài tới cái gì luôn rồi, không còn xài cái, nếu như các bạn ở C1 thì cái kiến của Ranky là một trong những cái món vũ khí mà gọi là sao ta, nó gọi là mọi người rất là yêu thích luôn á. Không biết ở bên C1 có chỗ reset điểm không, tí nữa mình coi mình sẽ reset về điểm chứ. Mình cứ để điểm kiếm đi ha, thì động điểm trái quỷ đi ha. Đây, mình đã vô lại game nhé mọi người. Mình sẽ bật cái tiếng game lên cái, đã bị mất tiếng game rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về C1 thôi. Hình như là mình đang sử dụng trái quỷ đúng không? Ok, trái quỷ mà trái Pika này cũng mạnh mà, không sao. Trái Pika này chắc là đánh boss rồi. Ôi trời, tự nhiên lại một cái thiền như vậy. Rồi, di chuyển tiếp về C1 nè. C1 thì chúng ta sẽ ra server thường thì ở ngoài này làm clip luôn cũng được, chả sao cả. Về đây rồi, mình hiện tại mình đã có mặt ở C1 nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mua những cái món đồ mà nói chung là mình sẽ mua hết tất cả luôn. Đây, mình sẽ lại cái cửa hàng này, mình sẽ mua hết những cái thứ này, kiếm katana nè, 1000 melee nè. Những cái món đồ này á, nhiều khi là có những bạn không có mua đó. Đó, kiếm katana, đao hải tặc. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển qua bên đâu ta? Mình sẽ đi qua bên cái đảo trên trời trước đi. Mình sẽ đi mua cái gì mọi người, cái nó lại có nhạc game nữa, để mình tắt cái nhạc này đấy. Tắt cái nhạc game nữa mọi người ạ. Mệt ghê á. Nhạc game nó dính bản quyền kênh mình chứ không có cái gì hết cả. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên đảo trời nha. Chúng ta sẽ đi mua cái trống của Ido. Cái trống này thì mua cho đẹp thôi chứ nó cũng không có gì ngon hết mọi người ạ. Trống Ido thì mình nhớ là như mình chưa mua đúng không ta? Không biết là mình đã mua cái trống Ido cho cái nick này chưa nữa. Sẽ di chuyển qua đây nè. Chúng ta mua cái trống của Ido nhé mọi người. Cửa hàng này là hình như là bán cây gươm hải tặc mà đảo cây vi sinh tôm. Bữa đó mình đã mua rồi, cây gươm hải tặc là 400k bê ly. Nói chung mình sẽ mua hết đó. Mình gọi là
gọi là bây giờ mình đã đầy đủ tiền rồi. Đây, cây gươm đầu lâu là cái này à. Đó. Cái kiếm nè, đó. Mua những cái món item, mua hết những cái item bên C1 nhé mọi người. Cái trống của Ino mình nhớ nó bán dưới đây. Cái trống của Ino mình nhớ nó bán dưới đây. Đó. Chỗ này là bán cái trống Ino nhé mọi người. Coi coi mình mua, mình đã mua chưa? 500k Billy. Đó, mua luôn, mua thêm cái trống của Ino nữa. Mua hết những thứ mà mình có thể mua được. Mình nhớ chỗ. Hình như mình nghe tiếng bên C1 nó cũng hát nữa hay gì á mọi người ạ. Ai nồi thật sự luôn á. À không, không phải hát. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi qua đảo cát để chúng ta mua cái nón của mắt diều hâu nha mọi người. Cái đảo đảo sa mạc. Chúng ta tiếp tục mua cái nón của Ino. Thì là mua cái nón của mắt diều hâu. Rồi rồi. Mình không nhớ cái ống nước của Sabo nó bán ở chỗ nào. Không nhớ cái ống nước của Sabo nó bán chỗ nào. Hay là cái ống nước của Sabo nó bán bên C2 mọi người ạ. Trời ơi, con lo nó xuất hiện luôn ạ. Sẽ đi qua bên đây, mình nhớ bên đây cũng có bán đồ nè. Gom hết đồ luôn. Rồi người chơi hệ siêu tầm mà mọi người. Phải mua hết chứ. Người chơi hệ siêu tầm mà, mình phải mua hết chứ, đúng không? Chúng ta sẽ đến cái shop chỗ này. Đó, cửa hàng kiếm. Ta sẽ kiếm katana. Ồ, cái này mua rồi nha mọi người. Mua rồi. Còn gì đó không? Mình không có nhớ chỗ nên nhiều khi nó sẽ bị sót những cái món đồ. Nếu như mấy bạn biết thì mấy bạn có thể comment bên dưới ha. Mình chỉ mua những cái món nào mà mình nhớ thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp theo là cái đảo gì đây? Cái đảo xa xa là như cái đảo bên đây là có cái đảo của thằng Akenu không ta? Hay là cái đảo của Akenu? Đúng rồi, có cái đảo của Akenu. Như cái đảo của Akenu là bán cái đảo của thằng Akenu là bán cái gì? Bán cái đảo nhỏ này có cái gì không ta? Nhiều hướng quá mọi người ạ. Cái đảo nhỏ này là cái gì vậy? Cái đảo nhỏ này là nó nằm ở đây cho vui thôi à. À, có con boss ở trong đây. Con boss này rớt cái gì vậy? Không biết con boss này có rớt cái gì không, mình cứ đánh thử. Rồi mình sẽ đi mua cái ống nước của Sabo nha mọi người. Ống nước của Sabo hay là cái kiếm của Brusco gì đó. Mình không nhớ rõ nữa, mà mình nhớ có một món item ở bên cái đảo này nè. Mời. Cái shop rồi nhờ. Có không ta? Mình nhớ có bán một món đồ bên đây mà. Chắc là mình nhớ nhầm hả? Mình nhớ cái có cái bán cái kiếm của Brusco ở đây phải không ta? Cái kiếm của Brusco bán ở đây hình như vô trong một trong những cái nhà này này là nó có chỗ bán nè. Coi coi. Không vô được à? Mình nhớ có một cái nhà vô được mà. Ủa không được luôn. Mình nhớ có một chỗ để mua được cái kiếm của Brusco mà ta. Để mình coi lại cái mọi người ạ. À. À, mình nhớ chỗ lấy rồi nhé mọi người. Đây. Mình đã nhớ chỗ lấy rồi. Đây, mình nhớ rồi. Cái shop này là một cái shop giấu nên chúng ta phải biết. Mọi người nhìn cái hướng mình đi nè ha. Đó, mọi người nhìn cái hướng mình đi nè. Chúng ta sẽ đi kiếm một cái cửa để chúng ta đi vô đó. Kiếm của Brusco thì chúng ta sẽ mua ở đây nha mọi người. Đó, có những cái món item mà 750k Billy chứ đừng có đùa mọi người à. 750k Billy cho cái thanh kiếm Brusco ha. Cái kiếm này thì nó hình như là một dạng rare vậy. À không, đúng rồi, cái kiếm này là không, nó kiểu một không phải một dạng rare luôn hả ta. Kiếm này nó bình thường thôi mà nó 750k Billy à, đắt vải tèo à. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nha. Tiếp tục di chuyển để mua những cái món đồ mà bên C1 nữa. Thì mình sẽ đi về cái đảo, cái đảo gì ta? Mình sẽ đi mua cáo tròn đen đi. Nói chung là mình mua, nếu như mấy bạn nào thích thì cứ bao lại video mà xem. Chúng ta sẽ mua một cái món đồ ở bên C, ở bên cái chỗ tổng bộ hải quân nè. Bên tổng bộ hải quân này mình nhớ có hai chỗ bán đồ, một chỗ bán súng và một chỗ bán một cái item bị giấu luôn. Nói chung là mình sẽ mua hết mà mấy bạn, nếu mấy bạn chưa có item nào thì bạn có thể dừng lại mua nha. Ở đây chúng ta hình như có thể mua được cái súng nè. Đó, ná cường hóa nè.
Mình mua hết, bây giờ mình có Billy rồi mọi người. Bữa mình cày Billy rồi mà mình mua hết. Đó. Tiếp theo chúng ta có thể mua một cái món đồ giấu nữa. Một món con PC nó giấu một món đồ nữa. Mình không nhớ là cái trụ nào, nhưng mà nằm ở trong mấy cái trụ này nè. Mọi người có thể đi lại nhìn coi thử coi cái trụ nào có lỗ, chúng ta chui vô thôi. Đây, có một cái lỗ thì chúng ta sẽ chui vào đây. Chui vào đây đó, mua tiếp, mua hết. Có cái gì là mua cái đó mọi người à. Áo tràng đen với giá 50k Billy. Mình nhớ cái nào thì mình đi cái đó nha mọi người. Mình nhớ cái nào thì mình đi cái đó. Nếu như các bạn còn biết chỗ nào nữa thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Bây giờ mình sẽ đi đi qua cái đảo một đảo gì nữa ta. Mình sẽ đi qua cái đảo. Có ai đang đứng ở dưới cái đảo sa mạc để mình mua cái nón của mắt diều hâu nhé mọi người. Mắt diều hâu. Cái đảo sa mạc nằm đâu vậy? Lâu quá mình không nhớ đường mọi người à. Lâu quá mình không nhớ cái đảo sa mạc nằm ở đâu quá chứ. Đi mò vậy. Yeah. Mọi người có thấy Pika bay dưới biển chưa? Đây, ở đây ha. Thì mình mua xong món đồ này nữa thì mình sẽ đi đánh con boss Ranky để lấy một cái món item, gọi là cái món item xịn nhất. Thì mỗi khi mọi người qua bên đảo này rồi đúng không, chúng ta sẽ kiếm một cái lỗ để chui vô đó, ở đâu á nhở. Đây đó. Những cái món item này thì mấy bạn phải nhớ đường nha. Đi theo cái này. Đồ, sắp vào đây. Hả? Hình như cái nick chính của mình chưa có cái nón này luôn á. Bạn vẫn chưa sẵn sàng đâu hả? Ủa cái nón này làm sao để lấy được ta? Cái nón của này rồi. Cái cấp này mà nó chưa cho mình một cái nón luôn là mình cũng không biết luôn đó nha. Để mình coi lại với mọi người. Sau khi đi tham khảo này kia thì mình mới biết là chúng ta nếu muốn mua được cái nón của mắt diều hâu thì chúng ta phải tẩy về điểm kiếm mọi người à. Mình vừa lớp về CG2 mình tẩy về điểm kiếm mình mới quay lại mình mua cái nón của mắt diều hâu đây. Trời ơi khổ ghê á, mua cái nón mắt diều hâu này mình phải tốn 2.500 điểm tím. Nhưng mà không sao, gọi là một người thích sưu tập mà thích thì mua thôi đúng không. Mấy cái món đồ này tuy là nó không có đáng giá về kiểu như là sức mạnh hay là cái gì hết, nhưng mà chủ yếu là mình thích là được nha mọi người. Thì được rồi, sau khi mà mình đã có được cái món đồ này rồi thì hầu như là mình đã gần đầy đủ hết tất cả những cái món item bên C1 rồi. Nếu như có thiếu cái gì thì bạn có thể comment bên dưới nhé. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển về cái đảo Water Seven nha mọi người, cái đảo của Ranky, để mình tiến hành mình đánh con boss Ranky để mình kiếm cái món item gọi là hấp dẫn nhất bên C1. Nếu như mấy bạn nào đang ở bên đây thì chuẩn bị qua C2 thì nên kiếm và tiêu diệt đó nha mọi người. Cái đó là cái kiến của thằng Ranky. Không nhớ mình để mình chép lại kỹ cái nick của mình coi để có kiến cái nick có cái kiến của thằng Ranky chưa. Mình sợ có cái kiến của Ranky lắm mọi người ạ. Để mình coi cho kỹ ha. Cái kiến của Ranky thì tuy là nó không có gì quá là sức mạnh, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà là một món vũ khí để cho để chúng ta lấy thôi. Hình như là chưa, đúng rồi chưa. Bây giờ thì mình sẽ kiếm con boss Ranky để mình tiêu diệt nhé mọi người. Thì boss Ranky này tỷ lệ drop item của nó là 2% và chúng ta có ít 2 drop nó sẽ lên được 4%. Để coi thử coi mình sẽ đánh bao nhiêu con boss sẽ drop được cái kiếm này nhé mọi người. Thì cái lộn cái mắt kính này nhé mọi người. Thì cái mắt kính này người máy nè, boss 650. Con boss này thì mình nghĩ chắc bây giờ thì mình xuống mình chém thường nó cũng được, cũng chả sao hết mọi người ạ. Mình xuống mình chém thường nó vậy cho nó lẹ. Giờ sức mạnh của mình nó gọi là nó nằm ở một cái tầm khác rồi. Đó, không ra ha. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái server thường, nhìn ra server thường mình tìm boss để coi thử mình đánh bao nhiêu con boss thì nó sẽ ra nhé mọi người. Tầm chắc mình nghĩ ít có ít hay là drop thì chắc tầm khoảng 3-4 con rồi đó thì nó sẽ ra thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi những server khác để tìm nhé.
Trời ơi, đúng là quá đơn giản đối với có X2 The Rock đó, rất là dễ á mọi người. Thì cái kiến này là một trong những cái vật phẩm mà chúng ta đáng giá nhất lấy ở bên C một, tại vì cái đảo Water Seven này là cái đảo cuối cùng để mọi người farm rồi, nên cái món item đó sẽ là một cái món item gọi là có giá trị nhất ở bên C một, rất là phù hợp với những bạn nào đang ở bên C một ha. Thì đây rồi, cái kiến đó rồi, cái kiến này thì nó là một cái vật phẩm, nó cũng chỉ là một dạng bình thường thôi mọi người, nó chỉ là một dạng bình thường thôi, một cái không phải là rare nữa, nó là không phải common thôi, một cái vật phẩm rất là bình thường luôn đó. Đeo vào thì mọi người thấy không, cái siêu ngầu các chữ, chủ yếu là mình sưu tầm cho các bạn xem thôi. Khi đeo vô thì chúng ta sẽ lên được một tí máu nè, lên được 12.000 một, hình như mình nhớ là 1 2 3 4, thì giờ nó lên được 1 2 4 4 5 đó, tăng được một tí mana, một tí máu, có thể là tăng thêm điểm kiếm hay điểm mất, điểm kiếm hay điểm sờ ta gì đó, thì mình hay là điểm kiếm hay là điểm trái quỷ gì đó thì mình không biết. Chủ yếu là mình lấy hết tất cả những cái món item bên C1 cho các bạn gọi là cho các bạn xem thôi. Còn nếu như các bạn không có nhu cầu giống mình thì nói chung là mình chơi game là mình phải sưu tầm mọi người, chơi game không sưu tầm thì đó là một cái thiếu sót rất là đáng tiếc ha. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây thôi. Thì video này chúng ta đã mua được cái những gì, mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người xong mình sẽ kết thúc video ha. Chúng ta mua được một cái kiếm của Brook xương khô nè, kiếm Brook xương khô, kiếm gươm hải tặc gì, kim hải đầu gì nè đó, và một cái gì nữa ta, cái ná nè đó, và cái nón của mắt diều hâu nè, cái áo tròn đen nè, cái kiến siêu ngầu nè đó, cái áo tròn đen, áo này áo bên kia rồi, không phải áo tròn đen kia đúng đó, áo áo tròn gai đỏ này không phải luôn, cái này là mũ của mắt diều hâu nè đó, có gì nữa không, như là hết rồi mọi người ạ. Đó, những item bên C1 mình đã gom hết về đây cho các bạn xem rồi đó. Rồi mình sẽ kết thúc cái video tại đây thôi, mọi người thấy video như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã chúc thời gian để xem video mình nhé, hẹn mọi người video sau, bye bye. À từ từ mọi người ạ, mình quên còn một món vũ khí nữa, nếu như mình không mua là mấy bạn sẽ chửi mình ghê lắm đó. Vũ khí của mấy bạn kêu là vũ khí của Kaido, thì mấy bạn nói là vũ khí của Kaido thì mình biết là vũ khí của Kaido thôi, chứ mình cũng không thật sự biết nó là cái gì. Cái này thì chúng ta sẽ mua ở bên cái đảo của thằng gì bên bà đó rồi, thằng nhầm chúa hề với mùi, chúa hề tên là ở ngoài, chúa hề bất ghi rồi, bất ghi thì nằm ở đây ở nằm chọn ở mua mua cái chân lửa của Sanji á, mình quên nữa, mình phải mua cái này xong rồi mình mới kết thúc video được, chứ không là mấy bạn kêu cái vũ khí xịn nhất rất là xịn mà ông không mua, ông đi mua cái gì đâu không. Rồi phải mua thêm cái cây gậy nữa cho mấy bạn vừa lòng mấy bạn. Ai chùy sắt nè, xong kiếm katana luôn đó, mua hết nữa. Bên đây nó cũng có những cái món item ở này, chùy sắt nè, mấy bạn kêu cái này rất là mạnh nè, mình không biết nữa, mấy bạn nó mạnh thì mình biết mạnh thôi. Rồi thì mình sẽ coi là xong hết rồi đó, mình sẽ kết thúc video nhé mọi người, không chào nhé, coi như là chào lúc nãy rồi.